Đây là một cái dây trầu bà lá lớn và nó đang leo lên thân của một cây dừa. Cây trầu bà lá lớn này là một cái loại kiện trang trí khá là đẹp. Nếu mà quý cô chú anh chị cùng các bạn có cái không gian sân vườn rộng thì có thể trồng cái loại này để cho nó leo lên những cái thân cây lớn như ở trên video thì là đang leo lên thân cây dừa. Tạo cái cảnh quan sân vườn khá là đẹp. loại cây trầu bà lá lớn này thì thích hợp trồng cho những cái không gian sân vườn rộng vì cái loại trầu bà này nó leo lên thân của những cây lớn nó sẽ chiếm không gian